Chúng ta có một số thuốc cần phải bảo quản lạnh, chẳng hạn như là putim insulin trong điều trị đái tháo đường, một số dạng thuốc đặt âm đạo, thuốc đặt hậu môn cũng là những cái thuốc cần bảo quản lạnh. Cái quan niệm là thuốc dù được hướng dẫn là bảo quản ở nhiệt độ phòng nhưng mà nếu bảo quản lạnh thì hạn sử dụng sẽ lâu hơn và thậm chí là thuốc quá hạn sử dụng vẫn có thể dùng được là không chính xác. Bởi vì trong quá trình bào chế một thuốc thì nhà sản xuất đã phải tính toán rất là kỹ các cái thông số liên quan đến tuổi thọ của thuốc để đảm bảo trong cái khoảng thời gian đó thuốc vẫn giữ nguyên vẹn được các cái tiêu chí chất lượng về mặt hiệu quả điều trị cũng như là cái độ an toàn của thuốc. Và ngoài khoảng thời gian này thì các cái tiêu chí về chất lượng cũng như là độ an toàn hiệu quả của thuốc không còn được đảm bảo. Dù là bảo quản ở nhiệt độ phòng hay nhiệt độ lạnh thì chúng ta cũng không nên sử dụng. Đôi khi là uống thuốc vào không những không có hiệu quả mà còn gây độc tính cho cơ thể. Một số loại thuốc sau khi hết hạn sử dụng thì chúng ta rất là dễ nhận biết, chẳng hạn như đối với viên nén, viên nang thì có thể là bị biến đổi màu sắc hoặc là bị mềm, bị vỡ vụn, hoặc là đối với thuốc dạng lỏng thì có thể là bị tách lớp, bị đóng cặn. Tuy nhiên có một số thuốc sau khi hết hạn sử dụng thì vẫn không có sự thay đổi đáng kể về cái bề mặt cảm quang bên ngoài. Điều này khiến cho người bệnh rất là khó nhận biết, hoặc là đôi khi người bệnh biết là thuốc đã hết hạn sử dụng nhưng vì nghĩ là vẫn còn dùng được hoặc là vì tiếc nên người bệnh vẫn tiếp tục sử dụng. Điều này là thực sự nguy hiểm, bởi vì khi thuốc đã hết hạn sử dụng thì các cái thành phần ở trong thuốc nó có thể là đã bị biến đổi và thuốc sẽ có thể là không còn hiệu quả, mà đôi khi là các cái thành phần đó biến đổi thành những cái độc tính gây hại cho cơ thể. Cho nên là chúng ta tuyệt đối là không sử dụng thuốc đã hết hạn sử dụng, và người bệnh cũng nên tạo dựng cho mình một cái thói quen đó là theo dõi cái hạn sử dụng của thuốc và bảo quản thuốc đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.